Hi, xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của Khoai Trách. Và trên tay của Khoai thì hiện tại đang là một sản phẩm mới của nhà Realme có tên là Realme C65. Vậy cái phiên bản này nó sẽ có những cái gì được nâng cấp nổi bật hay là về cấu hình ngoại quan ra sao thì Khoai sẽ đồng hồ với sản phẩm này. Và mọi người hãy cùng Khoai xem là con này nó có xứng đáng với số tiền được bỏ ra không nhé. Rồi bây giờ Khoai sẽ đập hộp luôn sản phẩm để xem nó có những cái gì đặc biệt nào. Sản phẩm này thì vừa mới ra mắt tại Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh, và sản phẩm này là sẽ là sản phẩm độc quyền ở bên mình nhé các bạn nhé. Sản phẩm này nó sẽ có thêm một que lấy sim, rồi ốp lưng thì ốp lưng nhựa trong. Tí nữa mình sẽ ốp thử con này xem là nó có gì không. Ok, phụ kiện thì hết này, đây là em nó. Còn ở đây thì mình sẽ xem luôn về phụ kiện. Con này thì sẽ có củ sạc và cáp sạc đi kèm các bạn nhé. Sản phẩm Realme C65 này thì sẽ có đó là sạc nhanh là 45W. Con này sẽ hỗ trợ sạc là 45W nha các bạn nhé. Realme C65 bảo hành trong vòng 6 tháng tại hệ thống bên mình. Củ sạc hỏng hay là dây hỏng thì sẽ được đổi mới trong vòng 6 tháng. Máy thì sẽ được bảo hành trong 1 năm. Con này thì cũng không có tai nghe nha các bạn nhé, không có tai nghe đi kèm. Đây là phiên bản màu đen trên tay của Khoai nhé. Đây là phiên bản màu đen, cũng rất là đẹp. Con này đang có kích thước màn hình là 6,67 inch. Con này thì chỉ có đến HD Plus thôi, độ phân giải màn hình. Bên trên đỉnh này thì sẽ không có gì này. Bên cạnh phải thì sẽ có nút nguồn với lại tăng giảm âm lượng. Bên dưới này thì sẽ có đó là jack cắm 3.5 vẫn được giữ nguyên, mic thoại này, chân tai C này, loa này. Bên cạnh này thì sẽ có khay lấy sim thôi. Con này có thể lắp được 2 sim cùng một lúc nhé. Rồi, Khoai sẽ ốp lưng thử cho các bạn xem. Cái ốp đi kèm theo máy luôn. Ốp rất là mỏng nha các bạn nhé. Đó, mình rất thích mấy cái ốp của hãng, tại vì là nó có những cái gờ như này thì nó bo được cái mặt trước. Ví dụ cái trường hợp mà bạn bị rơi úp mặt xuống nó cũng đỡ được rất là nhiều, và cảm giác cầm nó xịn hơn nhiều so với lại ốp ở bên ngoài. Đó, giờ mình sẽ active máy để xem là sản phẩm này nó ở bên trong giao diện sẽ như thế nào nhé các bạn nhé. Đối với phiên bản này thì sẽ có hai màu chính nhé các bạn nhé. Sản phẩm này thì sẽ có màu đen với lại màu tím. Đây, trên tay của Khoai thì hiện tại đang là phiên bản màu tím đây. Đây là phiên bản màu tím này thì có vẻ bạn nữ sẽ thích hơn. Đây, đằng sau này có những cái vân nhìn rất là đẹp, sáng đẹp. Cụm cam mình có cái tưởng tượng là gần giống với dòng của S của Samsung ấy. S21 thì phải. Đó, cảm giác nó như vậy. Đấy, bên cạnh này là cạnh viền. Khung và cái cạnh viền thì nó vẫn sẽ là cũng chỉ là nhựa thôi các bạn nhé. Đây mặt dưới. Ok. Rồi, Khoai sẽ cài đặt qua máy này một chút, sau đó là mình sẽ xem là máy này có những cái gì đặc biệt nhé các bạn nhé. Đó, trên tay của Khoai thì hiện tại đang là hai phiên bản màu nhé các bạn nhé. Có màu đen và màu tím, để các bạn có thể xem thử xem là ưng màu nào. Phiên bản màu đen và màu tím. Con này mình có lắp thêm cả ốp lưng nữa rồi. Và nó sẽ có hai phiên bản màu chính như này. Cái đầu tiên đó là cảm giác cầm nó rất là mỏng và nhẹ các bạn ạ. Màn hình của nó 6,67 inch. Vậy về những cái thông số cơ bản của sản phẩm này thì sẽ có gì thì Khoai sẽ đánh giá luôn cho các bạn nhanh nhé. Ốp thì khá là bám vân tay khi mà các bạn dùng, cho nên là cần phải vệ sinh hay là lau thường xuyên. Sản phẩm này thì hiện tại đang có là chạy chip MediaTek nhé các bạn nhé. Con này sẽ là chạy MediaTek Helio G85. Phiên bản này thì sẽ có camera chính là 50MP, có thêm cái cảm biến flicker. Ngoài ra thì sẽ có camera selfie là 8MP. Con này thì sẽ có dung lượng pin là 5000 và hỗ trợ sạc nhanh là 45W nha các bạn nhé. Đối với cái sản phẩm này thì hiện tại nó đang chạy khá là nhiều cái phiên bản cho các bạn có thể lựa chọn luôn. Về cơ bản thì con này nó đang có một phiên bản thấp nhất, đó là phiên bản RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128. Thì con này đang có giá là 3.690.000 thôi. Để RAM 6GB và bộ nhớ trong là 128, cũng được nâng cấp nhiều về RAM rất là ok rồi. Tiếp theo là một phiên bản nữa là C65, phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong là 128. Thì phiên bản này sẽ có giá nhỉnh hơn một chút, đó là 4.290.000, và cao cấp nhất của nó thì nó sẽ có phiên bản RAM 8GB và bộ nhớ trong là 256. Với phiên bản này thì sẽ có giá là 4.790.000 các bạn nhé. Còn mọi thông số bên trong thì mình thấy đều là như nhau thôi. Đó, nó khác nhau mỗi về RAM và bộ nhớ, chip thì như nhau. Sản phẩm này thì sẽ có cái tần số quét là 90Hz nha các bạn nhé. Kính cường lực clean, nhưng mà cái độ phân giải của con này thì nó chỉ là HD Plus mà thôi. Đó, con này thì một vài cái tính năng cơ bản khi mà chụp ảnh thì nó sẽ có xóa phông này, trôi nhanh thời gian này. Đấy, ngoài ra thì sẽ có thêm quét tài liệu, quay chậm slow motion hoặc là time lapse quay nhanh. Đây là camera camera của sản phẩm đây, rất là đẹp nha các bạn nhé. Đây là trong điều kiện thiếu sáng, màu nhìn cũng rất là đẹp, khá là mượt mà.
còn có thêm một vài cái bộ lọc màu đây nữa để các bạn có thể lựa chọn xem là chỉnh sửa như nào cho nó hợp lý. Đấy. Còn khoai thì vẫn hay sử dụng đó là cái bộ lọc gốc của nó thôi. Đối với camera trước này thì sẽ có là 8 megapixel nhé các bạn nhé. Đây, camera trước đây. Nhận diện cũng khá là nhanh, đẹp. Đây các bạn nhìn thấy nó nhận diện cái khuôn mặt này, nhận rất là nhanh nhá. Đó, video, đường phố, đêm, chế độ đêm. Ok. Đấy, camera mình thấy nhận khá là ok đấy. Đối với cái sản phẩm mà camera trước này đang có là 8 megapixel thì con này sẽ có một vài cái tính năng như là xóa phông, đấy, trôi nhanh thời gian, toàn cảnh panorama. Quay video thì là được Full HD Plus và một vài cái chế độ làm đẹp nhé các bạn nhé. Ngoài ra cái sản phẩm này thì đã được chạy đó là Android mới, đó là Android 14 nhé các bạn nhé. Chip thì là MediaTek G85. Đấy, con này nhiều phiên bản để các bạn lựa chọn, từ bộ nhớ trong 128 đến 256 và RAM từ 6GB đến RAM 8GB. Con này thì sẽ hỗ trợ là 4G thôi, chứ có hỗ trợ 5G. Dùng được 2 nano SIM nhé các bạn nhé. Ngoài ra cái sản phẩm này thì mình vẫn đánh giá cao đó là được giữ lại cái jack cắm 3.5, cũng khá là tiện để các bạn nào nghe tai nghe dây này. Đấy, hoặc là kết nối các thiết bị khác thì vẫn ok. Đấy, con này thì sẽ pin 5000 và hỗ trợ là 45W. Con này thì sẽ có thêm ở bên cạnh viền này thì sẽ có mở khóa vân tay cạnh viền nhé các bạn nhé. Đấy, nó kết hợp cùng với lại nút nguồn này luôn. Ngoài ra thì còn có thêm đó là mở khóa một khuôn mặt các bạn ạ. Con này thì có thêm một vài cái tính năng đặc biệt, ví dụ như là sử dụng ứng dụng kép này, ví dụ có thể sử dụng hai tài khoản Zalo. Đấy, chia đôi màn hình, thu nhỏ màn hình bằng một tay. Ngoài ra còn có thanh bên thông minh này, mở rộng bộ nhớ RAM này, không gian trẻ em, ví dụ như các bạn mà không muốn mình có thể đặt mật khẩu, ví dụ trẻ con nó hay tải game các thứ nhiều thì có thể sử dụng ở đó. Cái tiếp theo đó là cái khóa ứng dụng. Ngoài ra thì còn có thêm cử chỉ thông minh hoặc là khi tắt khi chạm. Ngoài ra thì còn có thêm cái cử chỉ không chạm nhé các bạn nhé. Đấy, cũng rất là hay. Đấy, khá là thông minh. Con này thì có IP54, kháng nước kháng bụi. Đấy, về sơ thôi, nói chung là mưa gió thường thôi các bạn ạ. Đấy, con này thì cái khung và cái mặt lưng của nó sẽ là nhựa nhé. Con này khá là nhẹ, khi mà trọng lượng của nó chỉ có là 185g thôi. Đấy. Đối với sản phẩm Realme C65 này thì đang được có một cái chứng nhận của Đức, đó là 4 năm bền bỉ mượt mà các bạn nhé, tương đương với 48 tháng thì chứng nhận là trong 4 năm này thì từ khi bắt đầu sử dụng thì nó vẫn sẽ mượt. Đấy là cam kết của nhà sản xuất. Đấy, theo cái công bố chứng nhận như vậy. Ngoài ra thì cái con này thì sạc nhanh thì cũng là mức cơ bản rồi. Đấy, hầu như bây giờ các nhà sản xuất đều đua với nhau thì đều về sạc nhanh hết. Nhưng con này đang ở mức cơ bản, trung bình. Đấy, như những của con Oppo nó sẽ rơi khoảng tầm 6-7 cơ. Đấy, hoặc nó cao hơn. Đấy, con này thì đang có 45W thôi. Ngoài ra con này thì đối với phiên bản màu xanh này thì có thiết kế vân ánh sao, thì khi các bạn xem thì nó sẽ có những cái đường xước hay là đường viền ở đây. Đấy, đây là cái thiết kế của nhà sản xuất. Nhưng mà có một cái đặc điểm có rất là cao mà Khoai đánh giá rất là nhiều, đó là nhà sản xuất đang có sử dụng đó là anten 360 nhé các bạn nhé. Có nghĩa là nó sẽ được nâng cấp thêm nhiều cái anten ở đây thì giúp cho mình có thể là bắt sóng nghe gọi bình thường, hoặc là mình có sử dụng 3G thì nó cũng sẽ được ok hơn rất là nhiều nhé các bạn nhé. Đó, rất là tuyệt vời luôn để mà các bạn có thể sử dụng như này. Đấy, anten 360 sử dụng nhiều chế độ đấy, khi mà các bạn bắt sóng thì con này sẽ được nâng cấp rất là nhiều. Ngoài ra còn có thêm cái cử chỉ không chạm nữa thôi. Đó. Sản phẩm này thì đang sản xuất và kinh doanh độc quyền. Con này đang được kinh doanh độc quyền tại Thế Giới Động và Điện Máy Xanh. Ngoài ra còn có thêm hỗ trợ trả góp 0%. Và máy này cũng đã bắt đầu có máy demo tại siêu thị rồi. Các bạn có thể ghé qua Thế Giới Động và Điện Máy Xanh gần nhất để trải nghiệm được rõ hơn nhé. Rồi, vừa rồi là bài đánh giá nhanh của Khoai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn có câu hỏi gì về sản phẩm có thể để lại comment ở bên dưới nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.